Chương trình đọc sách Phật giáo của Tủ sách Áo Lam xin kính chào quý chư tôn đức cùng quý vị đạo hữu. Hôm nay Tủ sách Áo Lam bắt đầu đọc Tam Vô Lậu Học Tức Giới Định Tuệ của Hòa Thượng Thích Từ Hòa và Thích Phước Lượng trích từ cuốn Phật Học Cơ Bản tập 1. Kính thưa quý chư tôn đức cùng quý vị đạo hữu, Tủ sách Áo Lam chúng con phát nguyện đọc hàng ngàn cuốn sách Phật giáo để góp phần lưu truyền chánh pháp đến với người hữu duyên. Chúng con kính xin quý vị vui lòng trợ duyên cho chúng con bằng cách subscribe, like và chia sẻ video này đến với mọi người. Xin vui lòng xem toàn bộ link ở dưới phần mô tả tức video description. Sự yểm trợ của quý vị là động lực giúp chúng con sớm ngày hoàn thành tâm nguyện. Và bây giờ chúng con xin bắt đầu đọc Tam Vô Lậu Học Tức Giới Định Tuệ. Thích Từ Hòa và Thích Phước Lượng. A. Dẫn nhập. Tam Vô Lậu Học là môn học thù thắng gồm có giới định tuệ. Ba môn học này chỉ có trong giáo pháp của Đức Phật. Trong ý nghĩa chiết tự, lậu có nghĩa là phiền não. Do vậy, Tam Vô Lậu Học có ý nghĩa là ba môn học giúp hành giả vượt khỏi sự trói buộc của mọi phiền não, hoàn toàn tự tại. Lậu cũng có nghĩa là rơi rớt, nên Tam Vô Lậu Học là phương tiện giúp hành giả không còn rơi rớt trong ba cõi, tâm không còn bị ràng buộc bởi mọi lậu hoặc. Như vậy, Tam Vô Lậu Học là ba môn học đoạn trừ phiền não, chứng nhập quả vị giải thoát hoàn toàn. Không còn nằm trong sự kiềm tỏa của tam giới và không dừng lại ở phước báo sanh thiên. B. Nội dung. 1. La Mã, giới vô lậu học. 1. Định nghĩa, giới có những ý nghĩa như sau. Giới Sila tức là phòng phi chỉ ác, nghĩa là đề phòng điều trái quấy, dừng chỉ mọi điều ác, cũng có nghĩa là chỉ ác tác thiện tức là ngưng làm điều ác, làm mọi điều thiện, trên đây là chỉ về ý nghĩa tổng quát của giới. Giới có nghĩa là điều phục, chế ngự, tức tỳ nại gia vinaya. Chế ngự ở đây với những ý nghĩa chế ngự bằng sự tỉnh giác, chế ngự bằng tri kiến, chế ngự bằng kham nhẫn, chế ngự bằng tinh tấn. Mục đích để đạt sự thanh tịnh ba nghiệp. Giới luật cũng có nghĩa là biệt giải thoát, pratimoksa hết, cũng gọi là xứ xứ giải thoát hay tùy thuận giải thoát. Biệt giải thoát tức là giữ giới phần nào thì được giải thoát phần đó. Giữ giới nhiều thì giải thoát nhiều, giữ giới ít thì giải thoát ít. Còn tùy thuận giải thoát là tùy hành giả trì giới cách nào thì hiệu quả theo đó mà thành tựu thuộc về hữu vi hay vô vi. Pratimoksa cũng có nghĩa là trói buộc, giữ gìn, thúc liễm những hành động của thân và khẩu không để tạo ác nghiệp. Giới luật cũng đồng ý nghĩa luân lý đạo đức, cách cư xử, nếp sống hướng thượng. 2. Mục đích hình thành giới bổn, pratimoksa, pratimokka. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, 3B trang 73, Đức Phật dạy 10 mục đích hình thành giới bổn như sau. 1. Để tăng chúng được cực thịnh. 2. Để tăng chúng được an ổn. 3. Để chặn đứng các người khó điều phục. 4. Để các vị tỳ kheo tốt được sống an ổn. 5. Để chế ngự các lậu hoặc ngay trong hiện tại. 6. Để chặn đứng các lậu hoặc trong tương lai. 7. Để đem lại niềm tin thanh tịnh chính đáng cho những người chưa tin. 8. Để làm tăng trưởng niềm tin thanh tịnh chính đáng cho những ai đã có lòng tin. 9. Để cho chánh pháp được tồn tại. 10. Để cho giới luật được chấp nhận. Với những điều kiện trên, chúng ta thấy mục đích hình thành giới bổn cũng là để ngăn ngừa điều ác, làm và tăng trưởng điều thiện. Như luật tạng nói, giới là để chế ngự là để khỏi hối hận. Không hối hận là để được hân hoan là để được hỷ, hỷ là để được khinh an là để được lạc, lạc để được định, định để được chánh kiến để được vô dục để được ly tham để được giải thoát để có giải thoát tri kiến để đi đến vô thủ trước niết bàn. 3. Phân loại giới. A. Giới theo quan điểm Đại Thừa, Mahayana, gồm 3 loại. Nhiếp luật nghi giới. Là giới có những giới điều cụ thể để thực hành theo các thứ bậc tu hành, gồm có các giới của tại gia và xuất gia. Đó là ngũ giới, bát quan trai giới, thập thiện giới cho hàng Phật tử tại gia. Sa di và sa di ni có 10 giới, thức swamana ni thêm 6 học giới, tỳ kheo 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới, bồ tát tại gia và xuất gia có 10 giới trọng và 48 giới khinh. Nhiếp thiện pháp giới. Có nghĩa là người thực hành chuyên tâm thực hành những hành vi toàn thiện, coi đó cũng là một hình thức thực hành giới. Nhiều ích hữu tình giới.
nghĩa là lấy tiêu chí hành động vì mục đích lợi lạc tha nhân và quần sanh làm giới hạnh. B. Giới thế gian và xuất thế gian. Giới thế gian là giới luật đưa đến quả báo hữu lậu, tức chưa ra khỏi tam giới. Nghĩa là người thực hành giới này chỉ hưởng phước nhân thiên, vẫn còn luân hồi trong ba cõi. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Ví dụ, năm giới thuộc về nhân thừa, hay các dạng giới cấm thủ của ngoại đạo. Giới xuất thế gian, là giới đưa hành giả đến quả vị vô lậu, tức được tự tại giải thoát khỏi tam giới, không còn bị rơi rớt trong sanh tử. Ví dụ người thực hành giới tỳ kheo tinh chuyên và viên mãn, đó là nhân. Sẽ được hưởng quả vị A-la-hán, vô sanh, đó là quả. Thực hành giới vô lậu sẽ được hưởng quả vô lậu. Đây mới chính là giới vô lậu học. C. Giới theo ba bậc, hạ, trung và thượng. Giới bậc hạ, là giới thọ chỉ do mưu cầu danh lợi, vì động lực tham ái, do vậy còn tái sinh. Giới bậc trung, giới thọ chỉ vì còn ham quả báo được công đức, tức còn chấp tướng, chấp phước, hay giữ giới để có lợi lạc giải thoát riêng mình, gọi là giới bậc trung. Giới bậc thượng, là thực hành giới vì kính giới, tin giới, vì mục đích lợi tha, không chấp ngã nhân vì cầu với ý nghĩa ba la mật, là giới bậc thượng. 4. Tính chất nền tảng của giới lợi ích của sự giữ giới. A. Tính chất, giới bổn được đặt trên căn bản để giữ thân tâm được thanh tịnh, dần dần triệt tiêu những phiền não, tham, sân, si. Giới trong Phật Pháp mang đậm tính nhân văn, nhân bản, đó là tinh thần linh động trong sự phân biệt từng loại. Khinh, trọng, tánh tướng, hay trong mỗi trường hợp mà có cách ứng xử trì giới phù hợp. Khai, giá, trì, phạm. Vậy nên giới học trong Phật Pháp không mang tính giáo điều, dogma, cứng nhắc và cực đoan bế tắc như một số tôn giáo khác. Tinh thần này phù hợp với quan điểm tự tại vô ngại và tùy duyên bất biến hay Phật Pháp bất định Pháp của Phật giáo. B. Nền tảng, giới được đặt trên nền tảng tự lợi và lợi tha, tự thanh tịnh bản thân, cũng là để thanh tịnh quần thể sống, thanh tịnh quốc độ. Nếu bạn chỉ giới đúng nghĩa thì cũng có nghĩa góp phần thánh hóa nếp sống của mọi người. C. Lợi ích của sự giữ giới. Giới luật chính là bậc thang đầu của đạo quả giác ngộ, là nền tảng của thiền định, trí tuệ, là ngọc anh lạc để trang nghiêm pháp thân, là thuyền bè để đưa người qua bể khổ sanh tử, là kho tàng vô lượng công đức hòa thượng thích thiện siêu. Giới như đèn sáng lớn, soi sáng đêm tối tăm. Giới như gương báu sáng, chiếu rõ tất cả pháp, trích kinh Phạm Võng Bồ Tát giới. Người có giới đức sẽ hưởng được 5 sự lợi ích như sau. 1. Người chỉ giới sẽ thừa hưởng gia tài pháp bảo nhờ có tinh cần. 2. Được tiếng tốt đồn xa. 3. Không sợ hãi rụt rè khi đến trước hội chúng đông đảo. 4. Khi chết, tâm không rối loạn. 5. Sau khi mệnh trung được sanh vào thiện thú, thiên giới. Trích Trung Bộ 2. Tuy nhiên, trong kinh Hạt Muối Tăng Chi Bộ Kinh 1 và kinh Đại Nghiệp Phân Biệt Trung Bộ 3, Đức Phật đã nêu rõ sự trì giới và phạm giới với những hậu quả còn tùy thuộc vào tâm ý hay những tác nghiệp ác hay thiện đã gây tạo ra trước đó. Hai La Mã, định vô lậu học. 1. Định nghĩa, định Samadhi P cũng dịch là Tam Ma Đề, hay chỉ, là chỉ cho trạng thái tâm ý chuyên chú tập trung vào một đề mục, một đối tượng, một biểu thức nhất định ngõ hầu để tâm không bị sao động, nhiễu loạn, phân tán do những tác động chủ quan và khách quan. 2. Phân loại. A. Định cận hành và định an chỉ. Định cận hành là định có được do hành giả sử dụng các pháp quan sát và tưởng tư những đề mục. 6. Tưởng niệm, quan sát chết, quan sự an ổn, quan tứ niệm xứ, quan sự hình thành và phân tán của tứ đại. Định an chỉ là sự nhất tâm đạt được liền sau định cận hành, do quán tưởng mà tâm ý được lắng đọng, dừng nghỉ mọi vọng thức. B. Định thế gian và định xuất thế gian. Định thế gian là sự nhất tâm có chiều hướng thiện nhưng không có được tác dụng liễu thoát sanh tử, xuất ly tam giới, nghĩa là hành giả còn bế tắc trong lục đạo. Ví dụ sự chuyên chú của những nhà khoa học vào một mục tiêu thí nghiệm, đưa đến sự nhất tâm, tâm ý không bị chi phối bởi những ngoại duyên, nhưng đó là định phát sinh có giới hạn, tự phát và không có chí hướng. Người ta còn gọi đó là một thứ phàm phu thiền.
hay như hình thức tu định của một số ngoại đạo hạn chế ở mức độ cầu phước báo sanh thiên, vì theo quan niệm của họ, Phạm Thiên, Brahma hay Thượng Đế là đấng trí thượng. Người ta còn gọi đây là ngoại đạo thiền. Định xuất thế gian là định thuộc về thánh đạo, người đạt được định này tức đã thoát khỏi sự kiềm tỏa của tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, được giải thoát khỏi dòng bộc lưu sanh tử. Định xuất thế gian câu hữu đi những quả vị vô sanh, A-la-hán, duyên giác, bích chi Phật. Đây mới chính là định vô lậu học. Theo quan điểm Đại Thừa, định xuất thế gian còn được phân loại như sau. Tiểu Thừa Thiền, chỉ cho phương tiện tu định đưa đến kết quả thanh văn, A-la-hán, do tu 16 pháp quán, và duyên giác do tu pháp quán nhân duyên. Đây là pháp tu cho người có trí cầu giải thoát, tâm thích trầm lặng yên tĩnh, tránh cảnh duyên. Thường thực hành các pháp ngũ đình tâm quán, tứ niệm xứ, thập nhị nhân duyên. Để phá trừ kiến chấp, ngã chấp, cũng gọi là thiền đối trị. Quả vị pháp tu này là các bậc thánh, Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật an trú trong cảnh niết bàn tịch tịnh. Đại Thừa Thiền, thiền định câu hữu với 51 bậc của Bồ Tát do tu quán nhị không, ngã không và pháp không. Trong Bát Nhã Tâm Kinh có đoạn: Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Tam thế chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Pháp tu này để cho những người có căn cơ cao, thích hoạt động, có lòng từ bi thương xót chúng sanh, thường lăn lộn trong cảnh đời, chung sống trong xã hội mà tâm hồn luôn luôn an định. Cư trần bất nhiễm trần, có hạnh nguyện của Bồ Tát. Pháp tu thiền định Đại Thừa là dùng trí Bát Nhã quán chiếu các pháp ngũ uẩn giai không, ngã, nhân, chúng sanh, thọ mệnh, dứt được vô minh hoặc chướng và trần sa hoặc chướng, phổ độ chúng sanh đồng thành Phật đạo. Phương pháp tu thiền định này là y cứ vào kinh Kim Cương, Lăng Nghiêm, Viên Giác, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa. Mà quán tư cú kệ, nhất tâm tam quán, lục độ, thập độ. Không chấp nhị biên, không thiên vô hữu. Hành thiền pháp Đại Thừa là định trong cảnh động, lấy cảnh trần lao để làm môi trường tu hành và hóa độ chúng sanh. Chỗ giải thoát của hàng Đại Thừa thiền là vô trụ xứ Niết Bàn, lên đến thập địa Bồ Tát thì phá được một phần vô minh, chứng được một phần pháp thân, cho đến khi viên mãn thành bậc diệu giác tức là Phật. Tối thượng Thừa Thiền là pháp thiền định dành cho các bậc thượng căn, thượng trí, khỏi dùng phương tiện, giáo ngoại biệt truyền. Không dùng văn tự dài dòng mà là trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật chỉ thẳng nơi tâm người, kiến tánh thành Phật. Người đại trí không cần giảng dạy nhiều, chỉ cần nói qua một câu, một bài kệ hay một cử chỉ, hành động là khai thị được tánh giác của họ, làm tỏ ngộ tức khắc bao nhiêu nghiệp hoặc, phiền não chấp trước lâu đời. Nay chỉ trong một sát na là tiêu tan hết, tâm quang sáng suốt, định tánh hiển bày, cũng như khi mây tan gió tạnh thì mặt trời chiếu sáng giữa hư không. Ba La Mã, tuệ vô lậu học. 1. Định nghĩa, tuệ vô lậu học là môn học làm phát sinh trí tuệ vô lậu. Tuệ là nói gọn của hai từ trí và tuệ. Theo từ điển Phật học Phân viện Nghiên cứu Phật học Hà Nội định nghĩa. Trí là đối với đạo lý hết thảy sự vật có khả năng đoán định phải trái, tránh tà. Mà chọn lấy hay từ bỏ mặt này hay mặt khác thì gọi là trí. Quán lý tư đế hay thập nhị nhân duyên đều là trí. Tuệ là cái tác dụng phân biệt xử lý, quyết đoán nghi ngờ, thông đạt xử lý. Thông đạt sự tướng hữu vi thì gọi là trí. Thông đạt không tướng vô vi thì gọi là tuệ. Hay định nghĩa chung về trí tuệ là, quyết đoán là trí, tuyển chọn là tuệ. Biết rõ tục đế là trí, biết rõ chân đế là tuệ. Theo Đại Cương Câu Xá Luận, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu xác định. Đặc sắc của trí là tính quyết định. Đặc sắc của tuệ là tính phân biệt rõ ràng xử lý các pháp. Như vậy, tuy có những nhận định khác nhau về trí và tuệ, nhưng ta nhận thấy rằng có một sự đồng nhất về mặt ý nghĩa. Trí có tác dụng của tuệ, tuệ bao hàm tác dụng của trí. Do vậy, gộp chung trí và tuệ lại mà gọi chung là trí tuệ. Nhưng có một quan điểm chung nhất đó là, thông đạt sự tướng hữu vi, hay chỉ biết rõ tục đế gọi là trí. Thông đạt không tướng vô vi hay biết rõ chân đế gọi là tuệ. Và đây chính là tuệ vô lậu, Anatravam. Theo định nghĩa của Ngài Buddhaghosa thì, trí tuệ có đặc tính thấu nhập vào các pháp,
Trí tuệ có phận sự phá tan bóng tối của ảo tưởng bao phủ tự tính của các pháp, biểu hiện của nó là không bị mê mờ bởi vì thiền định là nguyên nhân trực tiếp của nó, tinh hoa và sự phát triển của đạo Phật. Dịch giả Trơn Pháp Nguyễn Hữu Hiệu, Tu Thư Đại học Vạn Hạnh, Sài Gòn, 1970. Như vậy, dù nhìn góc độ nào đi nữa thì trí tuệ, vô lậu, vẫn là chất liệu tinh anh cao tột nhất để quyết đoán và chọn lựa đối với mọi sự, mọi vật. 2. Nội dung của tuệ học. Nội dung của tuệ học chính là toàn bộ giáo lý mà Đức Phật đã thuyết giảng trong 45 năm, được tập trung trong giáo lý Tứ Đế và Lý Duyên Khởi. Nó bao gồm đủ cả giới học và định học. Do vậy, đối tượng của tuệ học là giới học và định học, hay giáo lý Tứ Đế và nhân duyên sinh. Trong phẩm chuyển pháp luân thứ hai của kinh Tương Ưng Năm, nội dung của tuệ học là sự thấu rõ tường tận về bốn chân lý bao gồm: thế nào là khổ, nguồn gốc của khổ, sự diệt tận các khổ, các phương pháp để diệt tận khổ. Cốt lõi thứ hai nội dung của tuệ học chính là sự hiểu rõ về giáo lý nhân duyên hay duyên khởi. Trong kinh Phật Tự Thuyết thuộc kinh Tiểu Bộ số 1, nội dung của giáo lý duyên khởi là: do cái này có mặt, cái kia có mặt. Do cái này không có mặt, cái kia không có mặt. Do cái này sinh, cái kia sinh. Do cái này diệt, cái kia diệt. Như vậy, hiểu rõ hay có trí tuệ về lý duyên khởi chính là trực nhận rằng các pháp hiện hữu trên thế gian này đều do nhiều yếu tố, nhờ nhiều nhân duyên mà có mặt và cũng do nhân duyên mà đoạn diệt. Hiểu rằng vì bản chất của các pháp là như vậy, cho nên các pháp là vô thường, là vô ngã, nằm ngoài sự sáng tạo của đấng tối cao. Từ hai nội dung cốt lõi trên, chúng ta có thể kết luận: trí tuệ vô lậu khác hẳn trí tuệ hay trí thức thế gian. Trí tuệ thế gian là nhờ sự học tập hay kinh nghiệm cuộc sống mà có được. Còn trí tuệ vô lậu là thành quả có được nhờ vào công năng tu tập và thể nghiệm bản thân. Trí tuệ thế gian chỉ là yếu tố trợ duyên để có thể làm tăng trưởng trí tuệ vô lậu, chứ nó không thể giải thoát hoàn toàn được. Trí tuệ vô lậu là con đường đưa đến cuộc sống an lạc hạnh phúc, giải thoát ngay trong hiện tại và tương lai. Trí tuệ vô lậu nhìn đúng sự thật nhân sinh và vũ trụ, nó không bao giờ xem xét sự vật bằng cảm quan, bằng suy lường, bằng cảm nhận, mà nó nhìn vào sự vật, hiện tượng nhờ vào sự thể nghiệm thiền tập và đi vào chánh định, chánh kiến. Do vậy, chỉ có hành thiền mới đưa đến trí tuệ vô lậu. 3. Phân loại trí tuệ. Đứng về mặt phân biệt thì trí tuệ có hai loại: tuệ hữu lậu và tuệ vô lậu, hay còn gọi là tuệ thế gian và xuất thế gian. Tuệ hữu lậu là tuệ có quan hệ mật thiết với phiền não thế gian và không có khả năng dứt trừ phiền não ấy. Đó là thứ trí tuệ phổ thông, còn gọi là thế tục trí, giờ này nhầm Lokikam, knowledge of the world. Trí tuệ này chỉ có công năng hiểu biết các pháp trên mặt hiện tượng. Trí tuệ này còn câu hữu với tham, sân, si, mạn, phiền não. Do vậy chưa có công năng đoạn trừ chấp thủ. Trí vô lậu là trí thanh tịnh, có công năng cắt đứt mối quan hệ với phiền não. Sự hiểu biết các pháp nằm ngoài phạm trù đối đãi và chấp thủ, đưa đến giải thoát và giải thoát chi kiến, chứng vô lậu niết bàn. B. Đứng về mặt tính chất thì trí tuệ được chia làm hai loại là căn bản trí và hậu đắc trí. Căn bản trí hay còn gọi là chánh trí, vô phân biệt trí. Trí này là căn bản sinh ra nhất thiết công đức, là giác tánh viên minh mà mỗi chúng sanh vốn đã có sẵn. Đó là bản thể của tâm vốn là trong lặng, sáng suốt, nhưng vì bị vọng niệm, phiền não che lấp, cho nên những đức tính sáng suốt trong lặng ấy không hiển lộ ra được. Hậu đắc trí hay còn gọi là tục trí, như lượng trí, là trí tuệ có được nhờ công phu tu tập giới định tuệ mà có được. Có thể hiểu hậu đắc trí là một quá trình thanh lọc tâm khỏi các triền phược, phiền não, để trở về căn bản trí. Trong hậu đắc trí đã có mầm mống của căn bản trí. Nơi tâm thể của chúng ta đã có căn bản trí, sở dĩ chúng ta chưa nhận diện được nó do vì mê chấp vọng cầu. Giấy khởi che lấp, như gã công tử có viên minh châu trong tay áo mà không nhận biết. Cho nên chúng ta cần phải tu tập để có hậu đắc trí, và nhờ vào hậu đắc trí như là một phương tiện để thể nhập căn bản trí vốn có của mình. C. Trên phương diện tu tập thì trí tuệ có ba loại: văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Đây là các cấp độ trí tuệ thứ tự từ thấp lên cao và làm căn bản liên hệ cho nhau. Văn tuệ là phương pháp tu tập trí tuệ nhờ vào sự nghe hoặc trực tiếp nghiên cứu, tụng kinh,
tụng đọc giáo lý mà lãnh hội ý nghĩa, phát sanh trí tuệ. Tư tuệ là trí tuệ có được nhờ vào quá trình tư duy, xét đoán, trầm tư về những lời dạy của Đức Phật mà khai sáng thêm trí tuệ. Đây là giai đoạn tiếp theo văn tuệ, tư duy những gì đã được nghe, được đọc. Đó là tư duy về giáo lý tứ đế, thập nhị nhân duyên, liên hệ đến con người và sự vật. Tu tuệ, khi đã có văn tuệ, tư tuệ thì đem áp dụng trí tuệ đó vào cuộc sống mà tu tập và hành trì thông qua thiền định, để thể nghiệm và thể nhập sự thật của các pháp. Chính nhờ tu tuệ mà có được chánh trí, chứng ngộ niết bàn tối thượng. Chính trí tuệ này là trí tuệ thâm nhập thực tại vô ngã của các pháp mà Đức Phật có được ngay đêm thành đạo. Bốn lợi ích của trí tuệ. Lợi ích của trí tuệ không thể nghĩ bàn đối với cuộc sống hiện tại và tương lai. Chính vì thế mà Phật giáo lấy trí tuệ làm sự nghiệp duy tuệ thị nghiệp. Muốn xây dựng một cuộc sống hạnh phúc, an lạc trọn vẹn cho tự thân và cho tha nhân, muốn hiểu được chính mình và hiểu được người thì phải có trí tuệ để quán chiếu, muốn bước lên bờ giác ngộ giải thoát, trí tuệ vô lậu là yếu tố quyết định. Tu tập về trí tuệ vô lậu sẽ đạt được nhiều lợi ích. Tuy thế, tóm tắt lại thì có những lợi ích thiết thực thể hiện rõ qua các điểm sau. Trí tuệ tẩy trừ phiền não. Phiền não là ngọn lửa luôn luôn ngủ ngầm và bốc cháy trong con người chúng ta bất cứ lúc nào. Nó có công năng thiêu đốt mọi hạnh lành, mọi công đức mà chúng ta đã tạo. Tu tập là nhằm từng bước đoạn trừ phiền não tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Vậy thì lấy gì để đoạn trừ phiền não? Ấy là trí tuệ ấy chất chứa lòng từ, bi, hỷ, xả, chánh định và chánh kiến. Phật giáo chỉ sử dụng một lưỡi gươm gươm trí tuệ, và chỉ công nhận một kẻ thù vô minh avijja. Đây là một minh chứng hiện thực và sống động, chứ không phải là lời nói suông. Và đạo Phật đặt sự hiểu biết bằng thực nghiệm lên trên hiểu qua sách vở và suy nghĩ. Phật giáo xây dựng cuộc sống an lạc, hạnh phúc bằng trí tuệ chứ không phải bằng đức tin. Đức tin đối với Phật giáo chỉ là một phương tiện bước đầu trong tiến trình đi đến giác ngộ. Cốt tủy của đạo Phật là vậy. Trong kinh Di Giáo, Đức Phật dạy, này các tỳ kheo, nếu người có trí tuệ thì không có tham trước, thường tự tỉnh giác, không để sanh ra tội lỗi. Thế là trong pháp của ta có thể được sự giải thoát. Người có trí tuệ chân thật, ấy là chiếc thuyền chắc vượt qua biển già, bệnh, chết cũng là ngọn đèn chiếu sáng cảnh tối tăm mờ ám, là món thuốc hay chỉ các thứ bệnh, là lưỡi búa bén chặt đứt cây phiền não. Thế nên các ông phải dùng tuệ, văn, tư, tu mà tự làm cho thêm phần lợi ích. Nếu người có trí tuệ chiếu soi, dù cho nhục nhãn thì cũng là người thấy được rõ ràng. Nếm được vị ngọt thánh quả và xứng đáng được cúng dường. Chúng ta biết rằng tuệ được phát sanh là nhờ tu tập thiền định. Vị ngọt của thánh quả là vị ngọt trong trạng thái thành tựu thiền định của các bậc thánh. Trong lúc an chú tâm vào định cũng như xuất định, thì bậc thánh giả cảm nhận được niềm hỷ lạc vô biên sâu lắng trong tâm thức, không thể diễn tả được trọn vẹn bằng ngôn từ. Vị ngọt thiền lạc ấy vượt ra ngoài nhận thức của phàm phu, vị ngọt ấy đậm nhạt khác nhau tùy vào công hạnh thành tựu của từng thánh quả. Cũng như vị vua thưởng thức sự hoan lạc của bậc đế vương, chư thiên thưởng thức thiên lạc, còn các bậc thánh thì thưởng thức thánh lạc siêu thế. Thánh lạc này đạt được nhờ vào tâm tác ý duy nhất vào niết bàn. Và chỉ có hành giả nào thực sự thành tựu trí tuệ trong tu tập thì mới cảm nhận được trạng thái ấy mà thôi. Người có được trí tuệ vô lậu như các bậc thánh quả và chư Phật thì xứng đáng được sự cúng dường của chư thiên và loài người. Vì đã thành tựu mọi công hạnh xuất thế, là ruộng phước của thế gian, là nơi quy ngưỡng của chúng sanh gieo trồng mọi công đức trong cuộc đời. Thẩm thấu được sự vật và thể nhập chân lý. Lợi ích rốt ráo của tuệ là giúp cho hành giả nhìn thấy rõ nhân sinh và vũ trụ đúng như thật với bản chất của chúng, đó là thấy được duyên sinh tính, vô thường tính và vô ngã tính qua giáo lý tứ đế và duyên khởi. Do thấy được như vậy nên hành giả tự tin nơi mình khả năng chuyển mê khai ngộ. Trí tuệ mở cửa đi đến tự do tự tại, xa lìa khổ đau do chấp thủ, không thấy có ta và tự ngã của ta. Từ đó mà thể nhập chân lý, đó là chân như, là tuệ giác của tự tâm, của bản lai diện mục, là Phật tính hằng truyền. C. Kết luận. Giới định tuệ là ba môn học căn bản nhất trong hệ thống giáo dục Phật giáo. Bởi vì toàn bộ giáo lý Phật giáo không nằm ngoài phạm vi giới định tuệ. Do vậy, nói học Phật là học giới định tuệ,
Tu Phật là tu giới định tuệ. Tủ sách áo lam chúng con xin chân thành cảm ơn quý vị đã nghe hết Tam Vô Lậu Học Tức Giới Định Tuệ của Hòa Thượng Thích Từ Hòa và Thích Phước Lượng. Đừng quên trợ duyên cho chúng con bằng cách subscribe, like và share video này đến bạn bè và gia đình nhé. Hẹn gặp lại vào cuốn sách mới.